Xin chào quý anh chị khách hàng, chào mừng quý anh chị khách hàng trở lại với video tiếp theo trên kênh của em. Hiện tại em tên là Tuấn Anh, đang là nhân viên tư vấn bán hàng của hãng Vespa và em làm việc tại Vespa Piaggio Moto Miền Nam, địa chỉ số 52 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và 369 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú cũng là một địa chỉ của bên em. Nếu mà quý anh chị khách hàng xem video có nhu cầu mua xe, tham khảo xe, tìm hiểu xe, dòng xe Vespa và Piaggio, có thể liên hệ số điện thoại của em trên góc 0973060627. Hôm nay em sẽ gửi đến quý anh chị khách hàng một cái video báo giá cũng như là một số chương trình khuyến mãi của đại lý bên em ở thời điểm hiện tại, để những anh chị nào mình đang có dự định mua xe ở thời điểm cuối tháng 9 cũng như là đầu tháng 10 thì anh chị có một cái video để anh chị tham khảo. Rồi bây giờ thì mời tất cả quý anh chị khách hàng đi theo chân em cùng tìm hiểu giá xe Vespa Piaggio trong tháng 9 2024. Rồi em sẽ giới thiệu giá từng mẫu xe cho quý anh chị xem. Ở đây là phiên bản Vespa Sprint. Vespa Sprint thì hiện tại chúng ta sẽ có phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản thể thao và phiên bản thể thao 150 phân khối. Giống như màu đỏ ở đây là phiên bản tiêu chuẩn thì giá sẽ là 81 và chỉ có 125 phân khối thôi. Và màu đen, màu xám nhám, màu xanh bộ đội, màu trắng và màu cam thì đồng giá nhau cho phiên bản 125 sẽ là 83.300.000 và phiên bản 150 sẽ là 97.800.000, đó là phiên bản thể thao. Còn em màu xám xi măng này là phiên bản tiêu chuẩn giống với màu đỏ và chỉ có phân khối 125 thôi. Mẫu này thì sẽ có giá niêm yết là 81 triệu. Và lưu ý giúp em, giá em báo là chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số nha quý anh chị. Tiếp theo ở đây em sẽ có một con Primavera Colorvy màu cam. Con này hiện tại giá là 86.660.000, có chiết khấu tốt cho quý anh chị nào mình đang dự định mua mẫu xe này nha. Nên là quý anh chị nào quan tâm về mẫu Colorvy thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Rồi ở đây thì em sẽ có Primavera Mickey Mouse. Mickey Mouse hiện tại giá là 86.800.000, chưa bao gồm phí đăng ký biển số. Cũng có ưu đãi tốt dành cho quý anh chị đang quan tâm mẫu này luôn. Cứ nhấc máy alo cho em là sẽ có ưu đãi cho dòng Primavera Mickey Mouse cũng như là Colorvy nha. Rồi ở đây em sẽ có là Vespa GTS. Đây là phiên bản Sport 150. Mẫu này thì hiện tại em sẽ có là phiên bản Lasit và phiên bản thể thao. Lasit thì chúng ta sẽ có hai màu là màu đen bóng và màu be thì giá là 126.500.000, chưa bao gồm phí đăng ký biển số. Còn phiên bản thể thao giống con màu trắng ở đây thì chúng ta sẽ có 4 màu sắc. Ngoài màu trắng thì chúng ta sẽ còn đen nhám nè, màu vàng và màu cam, giá là 137 triệu, chưa bao gồm phí đăng ký biển số nha. Rồi ngoài ra thì GTS nó sẽ còn phiên bản 300 Super Test, giá là 158.600.000. Còn phiên bản đồng hồ điện tử, mẫu mới sử dụng key LED luôn. Còn mẫu cũ thì hiện tại bên em hết hàng rồi. Còn con GTV thì cũng sẽ có hai màu là màu xám không gian và màu be, giá là 159.800.000. GTV là con có cái đèn đằng trước đó quý anh chị. Thì con đó hiện tại em chuẩn bị về hàng nha. Đợt này là bên em sẽ nhập hàng về nhiều để phục vụ quý anh chị cuối năm mình mua xe, nên là những anh chị nào mình đang quan tâm về dòng xe Vespa cứ liên hệ cho em nha. Đó, đây là GTS. Còn ở đây thì em sẽ có cái mẫu xe hiện tại mà em thấy là đang có bán chạy ở đại lý bên em cũng như là một số đại lý khác. Đây là dòng Vespa Swing nhưng phiên bản đồng hồ TFT. Những xe này là mới về hết luôn quý anh chị. Xe này là mới về hết luôn. Thì TFT thì nó sẽ có hai màu. Anh chị thấy đây, đây là màu nâu đồng và đây là màu đen nhám, và nó phối hai phiên bản cho nhau. Con 125 sẽ là 96.900.000, chưa bao gồm phí đăng ký biển số. Còn con 150 sẽ là 110 triệu, chưa bao gồm phí đăng ký biển số cho phiên bản này. Mẫu này thì sẽ sử dụng đồng hồ điện tử. Đó, rất là đẹp nha. Mẫu này em thấy hiện tại bán rất là chạy. Đây là con xám nhám. Xám nhám này là phiên bản 125 sẽ là 83.300.000 và phiên bản 150 là 97.800.000 cho phiên bản 150 phiên bản thể thao. Đây, tiếp theo đây là con dòng này là dòng TFT màu đen. Đó, xe bên em là xe mới về hết quý anh chị. Đây, đây là con TFT màu đen nha. Đó. Rồi, đây thì em sẽ có là con Liberty. Liberty là nằm trong phân khúc xe của nhà Biazo. Thì con này hiện tại nó sẽ có là màu xanh nè, màu đen nè, màu trắng nè, màu xám xi măng, giá là 57.700.000, chưa bao gồm phí đăng ký biển số. Đó, đây. Còn trên bục này là em để con Medley này, nhưng mà sáng mới bán cho khách rồi. Hiện tại em đang có sẵn con Medley màu trắng ở đây. Giá Medley của 125 là 86.800.000, còn phiên bản 125 sẽ là 80 triệu, chưa bao gồm phí đăng ký biển số. Còn phiên bản 150 là 96.800.000, chưa bao gồm phí đăng ký biển số. Là Medley thì chúng ta sẽ có là màu trắng nè, màu xám xi măng, màu đen nhám, màu đỏ, màu nâu đồng. Nó cũng có 5 màu. Đó, đó là dòng Medley. Rồi khu vực đây thì em sẽ để một số mẫu xe để quý anh chị có thể lựa chọn. Hiện tại xe bên em về dưới kho rất là nhiều, nhưng mà trên showroom thì em phải trưng bày theo cái nhận diện của từng dòng xe quý anh chị đó, nên là em sẽ để một số mẫu ở đây đó. Thì phiên bản tiêu chuẩn là ngoài màu đỏ nè, màu xám ra thì nó sẽ còn có màu vàng và màu xanh ngọc nữa, bằng giá nhau là 81 triệu, chưa bao gồm phí đăng ký biển số đó. Trả góp thì hiện tại sẽ có 2 công ty tài chính hỗ trợ quý anh chị nha. Hiện tại thì em quay clip này là lúc tối á, nên là các bạn về hết rồi, nhưng mà quý anh chị cần thì em alo các bạn là các bạn sẽ có mặt hỗ trợ cho mình đó. Và đó là giá xe hiện tại em báo cho mọi người, nhưng bên em hiện tại có một cái chương trình rất là hay và chỉ có bên đại lý bên em mới có. Chương trình đó là chương trình gì thì quý anh chị cùng đi theo em để mình cùng xem ha. Vừa rồi em đã giới thiệu cho quý anh chị khách hàng những mẫu xe cũng như là cập nhật giá xe trong tháng 9 năm 2024 để cho những quý khách hàng mình đang có dự định mua dòng xe Vespa Piaggio mình có thể tham khảo. Tiếp theo em sẽ nói về chương trình khuyến mãi cũng như là những cái ưu đãi khi anh chị mua xe tại đại lý Piaggio Moto Miền Nam nơi em đang làm việc. Thì ngoài những cái món quà tặng đi theo xe như là hãm lót sàn, nón bảo hiểm, áo mưa, những cái thẻ thành viên cũng như là một số cái voucher tiền mặt nè, voucher phụ kiện bên em đó, thì khi mà anh chị mua xe, tất cả những dòng xe em giới thiệu mình nãy giờ thì mình đều được áp dụng những cái gói quà tặng đó. Ngoài ra hiện tại dòng xe Vespa Piaggio trừ cái dòng Vespa GTS và GTV ra thì đang có ưu đãi lãi suất 0% lãi suất nha, trả góp 0% lãi suất. Anh chị đưa trước tầm từ 50% giá trị xe cộng với phí đăng ký biển số là anh chị đã có thể góp và sở hữu những cái mẫu xe Vespa em giới thiệu ở đây. Còn riêng dòng Vespa GTS và GTV thì anh chị đang được ưu đãi với lãi suất thấp 0,79% đó. Nếu mà anh chị nào quan tâm về trả góp thì có thể liên hệ số điện thoại của em trong góc. Và đặc biệt hiện tại bên em có một cái chương trình mà sẽ chạy xuyên suốt từ ngày 21 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 17 tháng 1 năm 2025. Có nghĩa là đến qua năm 2024 luôn. Chương trình này em sẽ chạy trong vòng là tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 và tháng 1, gọi là tầm khoảng 5 tháng. Và chương trình này có tiêu đề là mua xe trúng xe. Thì nếu anh chị mua một chiếc xe Vespa ở bên em với cái giá trị hóa đơn trên 50 triệu và tất cả những mẫu xe em giới thiệu cho anh chị đều có giá hóa đơn trên 50 triệu thì anh chị sẽ được một cái thăm. Và cái thăm này có tác dụng như thế nào? Thăm này sẽ có tác dụng là rút thăm may mắn và phần thưởng sẽ là một chiếc xe hơi của anh chị đến từ thương hiệu MG. À, thì bên em thì làm rất là nhiều cái thương hiệu và cũng muốn là phát triển những cái thương hiệu nó càng phát triển đi lên. Thì bên em sẽ có một cái chương trình là bốc thăm trúng thưởng dành cho những khách hàng mua xe Vespa của bên em và một số cái dòng xe khác ở trong hệ sinh thái của bên em. Và đến cái thời điểm là ngày 21 tháng 9 đến ngày 17 tháng 1 2025 và sau đó sẽ diễn ra chương trình bốc thăm. Người may mắn nhất sẽ được trúng một chiếc xe hơi, một chiếc xe 4 bánh thương hiệu MG5. Rồi đó là một cái chương trình rất là đặc biệt riêng của bên em mới có thôi, nên là quý anh chị nào hiện tại mình đang phân vân lựa chọn những cái mẫu xe Vespa, xe Piaggio hay là mình còn những cái lăn tăn gì đó thì có thể liên hệ số điện thoại của em để em có thể hỗ trợ anh chị. Rồi nếu quý anh chị thấy video trên của em là hay, có thể để lại một like video, một subscribe để tiếp tục ủng hộ kênh của em ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.